Con chào cô và các bạn, con tên là Nguyễn Lê Hưng và con 12 tuổi. Và hôm nay con sẽ trình bày cô và các bạn bài Hưng Táo ạ. Trong bài này thì có những nhân vật như là Giga Táo, nhân vật Game Over, nhân vật Win, nhân vật Pháo Hoa, nhân vật Mạng. Lúc Và trong bài này thì lúc táo đỏ chạm vào Giga thì sẽ cộng 2 điểm, còn lúc chạm vào táo vàng sẽ bị trừ 2 điểm, và lúc chạm vào táo xanh thì sẽ được cộng 1 điểm, còn lúc chạm vào táo đen thì sẽ bị trừ 1 mạng. Và con mời cô và các bạn xem bài của con. Lúc điểm đến bằng 12 thì sẽ chuyển thành không nền win ạ. Còn còn lúc thanh mạng chuyển thành không thì sẽ game over. Con thích nhất là thanh mạng, bởi vì là nó có hình bắt mắt và con nhìn rất đẹp ạ. Con cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con ạ. Rồi ta Hưng cho cô hỏi một chút này. Cái phần lập trình của thanh máu ấy, thì con sẽ lập trình như thế nào? Gì ạ? Phần lập trình của cái thanh mạng như này, cái phần mạng ấy thì con lập trình như thế nào? Thì con lập trình thì lúc Giga chạm vào táo đen thì sẽ là thì thanh mạng sẽ chuyển thành thanh 4 mạng. Nghĩa là mỗi lần chạm vào táo đen nó sẽ chuyển trừ đi 1 mạng à? Vâng. Cho con xem cái phần trang phục của nhân vật mạng được không? Để. Rồi, ok. Rồi, con cảm ơn bạn Lan. À, các bạn khác ở trong lớp chúng ta có nhận xét gì về phần thuyết trình của bạn La Hưng không? Các bạn nhận xét xong thì cô sẽ nhận xét Cô cái phần. là bạn chả cần phải đánh giá cho cô. Minh Chí sao ạ? Con Minh Chí nhận xét gì ạ con? Bài của bạn quá tốt rồi ạ. À, bài của bạn tốt rồi đúng không? Rồi, cô cảm ơn bạn Minh Chí. Các bạn khác thì sao? Có nhận xét gì về phần thuyết trình của bạn không? Cô mời bà Duy nào. Bà Duy có nhận xét gì không con? Dạ, thưa cô là bài của bạn lập trình tốt thì nhân vật là chạy được tốt, nhưng mà cô nghĩ là bạn nên sáng tạo thêm cho cái chương trình nó hay hơn, ví dụ là trang trí cho cái phông nền nó đẹp hơn. Rồi, ok, con cảm ơn bạn bà Duy. À, bà Duy có nhận xét là vì bạn có thể sáng tạo làm tốt rồi nhưng mà mình có thể sáng tạo thêm cho cái phần sản phẩm của mình. Cô cũng có một số nhận xét đối với phần thuyết trình của bạn là Gia Hưng nhé. Và trước tiên thì đối với phần kiến thức thì bạn có sáng tạo thêm ở cái phần chức năng đó là thanh mạng, đúng không? Bạn có sáng tạo thêm phần đó, chính là cái phần cô vừa hỏi bạn ấy. Và còn đối với phần kỹ năng thuyết trình thì cô thấy là bạn Gia Hưng cũng nói khá là to.
hiểu rõ cái sản phẩm phần hiểu rõ cái sản phẩm của mình. Tuy nhiên là con sẽ chú ý cho cô các bước thuyết trình nhé. Ở ở phần này thì Gia Hưng đang bị gọi là bị lộn một chút, nghĩa là chúng mình sẽ cần phải mô tả chương trình trước, sau đó thì con mới chia sẻ cái phần mã nguồn, đúng không? Ở đây là con đã nói cái phần mã nguồn ở cái phần trước, con là con chia sẻ cái phần mã nguồn một chút rồi, sau đó thì con mới lại bắt đầu chương trình. Nhưng ở cái phần mô tả chương trình ấy thì chú ý là mình không nên là chỉ nhấn bắt đầu cho các bạn quan sát cái chương trình hoạt động, đúng không? Mà chúng ta sẽ cần khi bắt đầu thì sẽ giới thiệu là cái chương trình của mình nó sẽ hoạt động như thế nào này. Ví dụ như là bạn ghi ga di chuyển theo phím mũi tên sang trái sang phải, khi ăn táo đỏ thì nó làm sao, khi ăn táo đen thì nó làm sao. Đó, thì các bạn chú ý phần này nhé. Nhớ cho cô cái nguyên tắc là màn hình sẽ phải thể hiện đúng những gì mình đang mô tả nhé. Và cái chương trình của mình hoạt động đến đâu thì chúng ta sẽ giới thiệu đến đó. Chứ các bạn đừng, mình chỉ nhấn bắt đầu cho các bạn xem chương trình không mà mình không nói gì cả. Mình đang thuyết trình mà, đúng không? Đó, thì nói chung thì đối với phần thuyết trình của bạn Gia Hưng cũng khá là ổn, có thể khá là ổn. Nhưng thứ nhất là con sẽ chú ý cho cô là thứ tự các bước này. Đó, chú ý một chút về thứ tự các bước. Và cái thứ hai nữa thì cần giới thiệu chi tiết hơn một chút nữa thì đối với phần sản phẩm của mình khá là ok. Và cô cũng vẫn khuyến khích là các bạn sẽ sáng tạo thêm cho cái phần sản phẩm của mình nhé. Giờ cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Gia Hưng.